Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. 90% người hâm mộ muốn MU sa thải Solskjaer. Man United sẽ mua Declan Rice vào tháng riêng. Rashford, Lindelof miếng đánh sở trường cho MU. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. 90% người hâm mộ muốn MU sa thải Solskjaer. Mặc dù vừa có chiến thắng kịch tính trước Atalanta, nhưng Solskjaer vẫn đang phải đối diện với nguy cơ không thể tiếp tục dẫn dắt Manchester United. Trước phong độ thiếu thuyết phục của Quỷ Đỏ thời gian gần đây, huấn luyện viên Solskjaer được cho là đang phải nhận về rất nhiều chỉ trích. Thậm chí, không ít các cổ động viên đã đòi sa thải nhà cầm quân người Na Uy ngay lập tức. Theo đó, trong cuộc khảo sát mới đây của tờ Marca, đã có đến 90% các cổ động viên MU muốn sa thải huấn luyện viên Solskjaer ở thời điểm hiện tại. Về phía Man United, thượng tầng đội bóng này được cho là vẫn đang đặt niềm tin vào Ole Gunnar Solskjaer với kế hoạch trước mắt. Dẫu vậy, không gì có thể đảm bảo tương lai lâu dài cho chiến lược gia 48 tuổi. Theo đồn đoán từ truyền thông Anh, Zinedine Zidane và Antonio Conte đang được xem là hai ứng viên hàng đầu để thay thế Solskjaer trong tương lai, khi những ông chủ không còn kiên nhẫn với nhà cầm quân người Na Uy. Vào đêm nay, Man United sẽ có cuộc tiếp đón Liverpool trên sân nhà. Đây sẽ là cơ hội để huấn luyện viên Solskjaer sửa chữa sai lầm và lấy lại niềm tin từ người hâm mộ Quỷ Đỏ. Man United mua Declan Rice vào tháng riêng. Theo tiết lộ từ nhà báo Fabrizio Romano, MU dự kiến sẽ triển khai kế hoạch chiêu mộ Declan Rice ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tháng 1 năm 2022. Phát biểu trên chương trình Podcast Here We Go, ký giả người Ý tiết lộ, MU đang tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự, cùng chờ xem nếu họ sẽ hành động vào tháng 1 hay mùa hè. Nó phụ thuộc vào mức phí và cơ hội, bởi vì kỳ chuyển nhượng mùa đông rất phức tạp. Thương vụ này chỉ diễn ra khi họ có cơ hội tốt, nếu không họ sẽ thực hiện nó vào mùa hè năm sau. Họ luôn muốn có một tiền vệ phòng ngự và Declan Rice luôn là mục tiêu. Nguồn tin của The Sun cho biết Declan Rice quyết định chia tay West Ham và đã yêu cầu được ra đi. MU từng thất bại trong nhiều cuộc đàm phán trước đây. Giờ đây, Quỷ Đỏ nối lại thảo luận với West Ham về mức giá chuyển nhượng 85 triệu bảng, thấp hơn 15 triệu bảng so với đội bóng London yêu cầu. Salah chính là mối đe dọa lớn nhất với Man United. Jurgen Klopp đã trung thành với bộ ba Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino những năm qua. Mùa giải này, họ tiếp tục phối hợp xuất sắc, tiêu biểu nhất là Salah. Tiền đạo người Ai Cập đang có phong độ trói sáng, đã ghi 7 bàn và có 4 kiến tạo trong chỉ riêng 8 trận Premier League. Theo cái viết Samuel Lacroix, Salah chính là mối đe dọa lớn nhất của hàng phòng ngự MU vào đêm nay. Đó phải là Mohamed Salah, phong độ của anh ấy là đặc biệt và anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu vào lúc này. Salah đã ghi một vài bàn tại Old Trafford mùa trước trên mọi đấu trường và Man United cũng đang không thể giữ sạch lưới. Bruno Fernandes là mối đe dọa lớn nhất với Liverpool. Vào đêm nay, Man United sẽ có cuộc tiếp đón Liverpool trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 9 ngoại hạng Anh. Mới đây, khi được hỏi liệu cái tên nào là mối đe dọa lớn nhất với Liverpool, phóng viên Paul Woods của Liverpool Intro trả lời: "Tôi nghĩ Bruno Fernandes có khả năng tạo ra khoảnh khắc kỳ diệu. Man United bình thường trông vô hồn và không có định hình lối chơi trong các trận đấu. Thông tin chiến thuật được truyền tải bởi Ole Gunnar Solskjaer dường như không được toàn đội tiếp thu. Vì vậy, họ thường dựa vào sự xuất sắc của cá nhân để kéo câu lạc bộ ra khỏi vùng xoáy và họ có nhiều cái tên để có thể làm điều đó." Bruno Fernandes là mối đe dọa lớn nhất với Liverpool vào chủ nhật và tôi bao gồm cả Cristiano Ronaldo trong đó. Bruno Fernandes vẫn đang là linh hồn trong lối chơi của Quỷ Đỏ. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có 4 bàn và 2 kiến tạo sau 8 trận ra sân tại Premier League mùa này. Số 18 của MU vì vậy sẽ là cái tên mà Liverpool phải lưu tâm. Rashford, Lindelof mang lại miếng đánh sở trường cho MU. Victor Lindelof và Marcus Rashford trên sân, bộ đôi này đã kết hợp để triển khai cách tấn công vô cùng hiệu quả. Khả năng phất bóng dài của Lindelof từ tuyến dưới là không thể bàn cãi. Trung vệ người Thụy Điển chính là người kiến tạo bằng bóng dài để một cầu thủ thích cắt vào trung lộ từ cánh trái như Rashford tận dụng. Cách chơi của Rashford là điểm khác biệt so với Jadon Sancho, một chân chạy cánh đích thực và thích sở hữu bóng trong chân thay vì di chuyển không bóng đầy khôn ngoan. Khi Harry Maguire gây thất vọng hay Rafael Varane hiện gặp chấn thương, Lindelof chính là cái tên được đặt nhiều kỳ vọng nhất ở bộ tứ Man United. Và với việc Rashford vừa chứng minh giá trị khi tái xuất, có nhiều cơ sở để Lindelof được trọng dụng vào thời gian tới. Anh cho thấy bản thân là đối tác ăn ý với Rashford để giúp đội chủ sân Old Trafford mở khóa hàng thủ đội bạn. Đáng chú ý, đây là miếng đánh sở trường của cả hai. Trong quá khứ, kịch bản Lindelof phất bóng dày, Rashford thoát xuống ghi bàn là hình ảnh xuất hiện rất nhiều. Điều đó từng diễn ra khi MU chạm trán Granada tại Europa League mùa giải vừa rồi. Vẫn là Lindelof ở bên phần sân nhà, không chịu nhiều tác động từ đội bạn, nên anh dễ dàng truyền dài lên trên.
Rashford lèn xuống ở khu vực quen thuộc, qua đó điền tên lên bảng điện tử. Một nạn nhân khác nhận trái đắng từ màn phối hợp giữa Lindelof và Rashford chính là Sheffield United. Mùa giải năm ngoái, tại Ngoại hạng Anh, khi Man United làm khách trên sân nhà của Sheffield, Lindelof lại tìm thấy Rashford bằng khả năng chuyền bóng và tầm nhìn siêu việt. Rashford phá bẫy việt vị thành công và vung chân dứt điểm quyết đoán như cái cách sút tung lưới Leicester. Với ba tình huống vừa nêu, đây rõ ràng là miếng đánh đã được Lindelof hay Rashford phối hợp nhuần nhuyễn. Đây cũng có thể là miếng đánh giúp Man United có kết quả thuận lợi trước Liverpool đêm nay. Arsenal sẵn sàng giải cứu Donny van de Beek khỏi MU. Van de Beek cần được thi đấu thường xuyên để đảm bảo nhận được tin tưởng của huấn luyện viên Louis van Gaal khi chuẩn bị cùng đội tuyển Hà Lan hướng đến World Cup 2022. Nhiều thông tin cho rằng cựu sao Ajax đang lên kế hoạch rời MU vào tháng 1 năm 2022 theo cả dạng bán đứt hoặc cho mượn. Anh muốn được thi đấu nhiều hơn. Juventus, Newcastle và Real Madrid là những đội bóng quan tâm tiền vệ này. Mới nhất, theo thông tin được The Sun đăng tải, Arsenal sẵn sàng hỏi mượn Van de Beek từ MU vào tháng 1 năm 2022. Nếu anh chơi tốt, họ sẽ mua đứt. Huấn luyện viên Mikel Arteta rất muốn Van de Beek để tăng sức sống cho hàng tiền vệ Arsenal. Pháo thủ dự kiến hỏi mượn cầu thủ này đến hết mùa giải 2021-22, sau đó chi 22 triệu bảng mua đứt ngôi sao người Hà Lan ở hè năm tới. Arsenal đang bước vào quá trình đàm phán cùng MU, họ đang rất hy vọng sẽ có được điều mình cần. Matic lọt vào tầm ngắm của Barcelona. Tờ ESPN dẫn nguồn The Sun tiết lộ, mới đây đội chủ sân Camp Nou đã tiếp tục đưa một ngôi sao Man United vào tầm ngắm, đó là tiền vệ Nemanja Matic. Lão tướng 33 tuổi chỉ còn hợp đồng 18 tháng tại MU và Barca tin rằng họ hoàn toàn có thể sở hữu anh với mức giá rẻ. Gã khổng lồ xứ Catalan kỳ vọng Matic có thể nhanh chóng hòa nhập với hệ thống chiến thuật tại môi trường mới, từ đó tạo nên một phương án thu hồi bóng chất lượng cho tuyến giữa. The Sun tiết lộ thêm, Barca dự định sẽ thuyết phục Nemanja Matic giảm mức thu nhập đáng kể. Đồng thời, họ cũng tự tin Man United đồng ý là đề nghị khoảng 10 triệu bảng dành cho cựu sao Chelsea. Solskjaer nên xử lý khủng hoảng theo cách của Sir Alex. Hàng phòng ngự đang mắc những sai lầm chết người khiến Quỷ Đỏ phải trả giá. Trong trận gặp Leicester City và Atalanta, thủ thành David De Gea đã 6 lần phải vào lưới nhặt bóng. Sau trận đấu gần nhất, trận nào mà MU cũng để thùng lưới. Nửa đỏ thành Manchester đang có phong độ không tốt, trong khi sắp tới họ đụng độ hàng loạt đối thủ sừng sỏ. Huấn luyện viên Solskjaer vẫn nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo. Trước mắt, chiến lược gia người Na Uy cần tìm ra giải pháp để giải quyết tình hình. Mới đây, huyền thoại Gary Neville đã vạch ra chính xác những gì mà Sir Alex Ferguson sẽ làm nếu đội bóng rơi vào khủng hoảng. Neville cho biết Sir Alex sẽ làm việc trên lý thuyết, đó là giữ sạch lưới để ngăn chặn câu lạc bộ tiếp tục lún sâu và tin tưởng vào một trong các tiền đạo sẽ ghi bàn. Neville giải thích: "Tôi thích Cavani, bạn biết không? Tôi sẽ xếp Cavani và Rondo đá cao nhất và chơi với hàng tiền vệ thu hẹp 4 người. Tôi luôn nhớ khi chúng tôi gặp khó khăn ở Man United, Sir Alex đã xếp Nicky Butt đá tiền vệ với Roy Keane. Ông ấy để Ponsko giật trái, chơi bó vào một chút và David Beckham đá bên phải. Thậm chí ông ấy còn xếp Darren Fletcher đá lệch phải và chơi hẹp với 4 người để hai tiền đạo ở trên, tin rằng họ sẽ có được một bàn thắng. Chúng tôi luôn làm việc trên lý thuyết khi câu lạc bộ chơi không tốt và rơi vào thời điểm tồi tệ và bạn phải giữ được phong độ, giữ sạch lưới. Chỉ cần một trong số họ ghi được bàn thắng để vươn lên dẫn trước. Tôi biết điều đó nghe có vẻ thực sự rất đơn giản, nhưng khi bạn trải qua một giai đoạn khó khăn, bạn sẽ không muốn huấn luyện viên nói với bạn vô số chiến thuật cao cấp và vô số điều vô nghĩa. Bạn chỉ thực sự muốn những thông điệp đơn giản, các cầu thủ bóng đá muốn những thông điệp đơn giản và rõ ràng." Gợi ý của Neville đáng để huấn luyện viên Solskjaer cân nhắc. Cavani và Rondo đều là những chân sút đẳng cấp hàng đầu. Họ biết cách để sút tung lưới đối phương. 6 vòng đấu sắp tới, ngoài Watford bị đánh giá thấp hơn, Man United sẽ đụng độ 5 ông lớn thuộc nhóm Big Six. Trong bối cảnh mà Quỷ Đỏ khủng hoảng về phong độ, ưu tiên của họ lúc này là giữ sạch lưới trước khi nghĩ đến chuyện tìm kiếm bàn thắng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.